Dạ em qua được quân nữ. Mười. Qua được tới. Mình lọt được vòng này là lọt rồi. Phố Buôn Ma Thuột đang kẹt xe rồi các bạn ơi. Bên này cũng kẹt nhiều rồi. Ai biết nãy quay từ trước con rồi. Quay làm YouTube. Lâu qua căn giá cũng có kênh xem. Video xem. Về kia lại mưa to rồi. Kia mày đen rồi. Ai trời. Về đó lại mưa to nữa rồi. Cái này cũng kẹt đấy. Vậy mà đi quá vậy. Cái xe mà đi hạt rồi. Chịu. Người ta trong hẹp ra nên ta đi chụp vây vô mẹ để cho bằng... xe. Chắc bằng mua này... Đó, vẫn còn thôi. À, anh qua kiểu đấy, chừng năm mới qua. Chặn đường người ta. Đó, ngon con kia đấy. Đó, không qua được. Thằng đi qua đây này. Bôi ra này từ từ nhập hàng ra này nhiều anh ta đi kiểu đó thì chắc bằng mua rồi anh muốn bán ra đến đây muốn phát anh em đi đây chứ qua được. À thành phố Buôn Ma Thuột giờ cũng kẹt xe nhiều lắm. Ui giời em đẹp thế. Hai ơi. Mình không qua được. Lại kẹt xe rồi. Giờ cao điểm không khác gì ngoài Sài Gòn. Vòng xoáy ngày 6. Mưa to đấy ơi. Ôi, mưa to rồi. Người thì cười áo, người cười. Người thì mặc áo, người thì cười áo. Rồi. Ôi, mưa rồi, kia là trung tâm ngày 6 thành phố Buôn Ma Thuột các bạn. Báo mà. Bảo đeo lòng thế. Đại ca nói báo hết tháng. Phải hả? Ghê vậy. Hết tháng rồi nè. Có khi thật đấy. Thấy trên Google là nó. Thì làm tiếp về, cập về nhà cống. Cái lõ gì biết à? Ô, oh, có giải rồi. Ô, cái giày có giải rồi. Ông bảo giải sâu sâu tiếp. Ok, người nào vào đó quay không?
chắc có rồi. Ngủ vào đúng rồi. Ngủ. Sáu giờ đi bóc tầm nửa tiếng, 7 giờ đi là vừa. Bảy mây đen. Heo quay Lạc Sơn. Ngon mà ngon. Còn ngon không? Xe ngon không? Không, xe mưa. Có bạn bạn ơi, quay cảnh mưa nó ngon hơn. Mùa to qua đường không thấy đường luôn. Người thì đội áo mưa, người thì mặc áo mưa.
xôi này nó bán nguyên ngày này. Rượu cần này, rượu cần Ý Miên. Vậy lại cũng được về với bạn rồi. Về được. Hôm nay cũng có hàng cả ngày thì được. Về cho bạn này. Đang về đâu rồi? Quả tóc đồ hả? Đâu cổ đoàn chứ đâu phải chỗ nào bạn đâu. Ok rồi. Chết hết. À, chị qua đây học à? Cũng như qua như là chị chở ba mẹ đấy. À. Mẹ đi chở làm dùng cho bọn chị. À. Mưa tâm tả bạn ơi. Từ từ. Mưa thì kẹt đường ông âm. Đấy, đấy đường cái này thoát trực tiếp đang đóng gấp mấy cái này. Chạy từ từ thôi. Chạy có đoàn ăn bánh nữa ăn bánh. Lan chắc xuống ngọc về. Lan chắc xuống ngóc quê. Kẹt xe quá, giờ hết kẹt xe rồi các bạn ơi. Từ ngoài kia vào đây mất 15 phút. Vậy là video mình kết thúc như vậy. Đây là nó bay cao.